những ứng viên vô địch AFF Cup 2022. Đội tuyển Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia được nhận định là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2022. Bước vào mùa giải năm nay, với trình độ và đẳng cấp của mình, nhà đương kim vô địch Thái Lan và Việt Nam được đánh giá là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tại AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore vào cuối năm 2021, trên con đường chinh phục ngôi vương, tuyển Thái Lan đã đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 tại bán kết. Sau thất bại đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong đội hình tuyển Việt Nam. Trong năm 2022, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã có màn thử lửa với các đội tuyển hàng đầu châu Á tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và giành được những kết quả ấn tượng như chiến thắng trước Trung Quốc 3-1 và hòa Nhật Bản 1-1. Khi đối đầu với các đối thủ hạng chung tại châu Á trong các trận giao hữu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chiến thắng tuyệt đối trước Ấn Độ 3-0, Afghanistan 2-0 và Singapore 4-0. Mới đây, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Borussia Dortmund. Hiện huấn luyện viên Park Hang-seo đang có trong tay đội hình mạnh nhất của bóng đá Việt Nam với nhiều gương mặt nổi bật như Tiến Linh, Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức. Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam là khá cao khi ở vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nằm ở bảng B cùng các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Đối trọng lớn nhất của tuyển Việt Nam ở giải này chính là Thái Lan. Đội bóng xứ Chùa Vàng đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á. Trong đội hình của Thái Lan vẫn có đến 8 gương mặt kỳ cựu từng giành chức vô địch AFF Cup năm ngoái. Tại trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2022, bầy voi chiến đã nghiền nát Myanmar 6-0. Tuy nhiên, mục tiêu của Thái Lan trở nên khó khăn hơn khi huấn luyện viên Manopon King không có được đội hình mạnh nhất. Những ngôi sao đang chơi bóng tại Nhật Bản như Chanachit Songkrasin và Subhachop Sarachat không thể góp mặt do AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ tài năng của Thái Lan cũng không thể dự giải vì những lý do khác nhau. Thiếu hụt lực lượng khiến tham vọng bảo vệ chức vô địch AFF Cup của người Thái bị ảnh hưởng nặng nề. Từ khi AFF Cup bắt đầu được tổ chức vào năm 1996, Thái Lan và Việt Nam là hai đội tuyển giành được nhiều thành công nhất, trong đó Thái Lan đã 6 lần vô địch 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, còn Việt Nam đã 2 lần đăng quang 2008, 2018. Tại giải năm nay, tuyển Malaysia cũng được đánh giá cao dù họ cũng không có được lực lượng mạnh nhất. Nòng cốt của những chú hổ Malaysia là các cầu thủ U23. Đáng chú ý là sự bổ sung của hai ngoại binh nhập tịch là tiền vệ Lee Tuck gốc Anh và tiền đạo Ezequiel Oziero gốc Argentina. Cùng với đó là hai cầu thủ gốc Malaysia là tiền vệ Stuart Wilkin và David Drury cũng rất được chú ý. Malaysia đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tài năng người Hàn Quốc Kim Van-gon. Kể từ khi lên dẫn dắt những chú hổ Malaysia vào đầu năm nay, huấn luyện viên Kim Van-gon đã thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng, giúp đội tuyển Malaysia có chuỗi trận ấn tượng trong năm 2022 với 6 trận thắng, 2 trận hòa và để thua 2 trận, vượt qua vòng loại ASEAN Cup 2023 và giành ngôi Á quân King S Cup 2023. Đội tuyển Malaysia cũng đặc biệt nguy hiểm khi được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil với sự cổ vũ của hơn 87.000 cổ động viên. Trong số những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2022, Indonesia là đội tuyển rất đặc biệt. Họ là đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á nhiều năm qua. Tuy nhiên, chức vô địch giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực vẫn là điều gì đó khá xa xỉ đối với đội bóng xứ vạn đảo. Indonesia từng 6 lần vào đến trận chung kết, đã có những thời điểm họ ở rất gần chức vô địch, song Indonesia chưa thể một lần đăng quang. Vậy nên, các cổ động viên xứ vạn đảo đang rất kỳ vọng vào việc đội nhà sẽ đổi vận tại AFF Cup lần này. Đội tuyển Indonesia đang có trong tay đội hình chất lượng, với những cầu thủ trẻ tài năng đang chơi bóng ở nước ngoài như hậu vệ Asnawi Mangkulam, trung vệ Elkan Bagot, tiền vệ Wajan Sulaiman, Izzy Maulana. Bên cạnh đó, Indonesia cũng có những cầu thủ kiều bào nổi bật như hậu vệ Jordi Amat, từng chơi tại giải ngoại hạng Anh, và Sandy Watt, đang chơi tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Đội bóng xứ vạn đảo cũng có những cầu thủ nhập tịch chất lượng như tiền vệ Maklok gốc Hà Lan, tiền đạo Ilija Spasojevic gốc Montenegro. Dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong,
Tuyển Indonesia đã tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn. Indonesia đã có được những kết quả tích cực. Trong năm 2022, Indonesia đã giành 6 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận, giành vé dự vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Các ứng cử viên vô địch như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đã chứng tỏ sức mạnh khi đều giành chiến thắng thuyết phục. Ở lượt trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2022, tại bảng A, đội tuyển Thái Lan khởi đầu chiến dịch bảo vệ chiếc cúp vô địch bằng chiến thắng 5-0 trước Brunei. Trong khi đó, ở bảng B, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thắng cách biệt Lào 6-0, Malaysia dù thi đấu trên sân khách cũng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Myanmar. Một ứng viên khác là tuyển Indonesia sẽ đá trận ra quân vào ngày 23 tháng 12 gặp Campuchia.